Lần trước thì mình có đi rừng Mã Đà, thì rừng Mã Đà cũng giống như thế này, nhưng mà đường không được như thế này anh em. Đường rất đỏ xấu lắm. Còn đường này đẹp lắm anh em. Wow. Ai 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 ai. Ok, hello anh em ha, mình là mình đây. Thì hôm nay mình có một cái tour ngẫu hứng nha anh em. Lại thêm một cái tour ngẫu hứng đi về trong ngày. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em nào chưa biết một cái địa điểm rất là thú vị, rất là hấp dẫn, rất là đẹp. Đó là Thác Mai. Hôm nay anh em mình sẽ đi rừng nha. Đi rừng nha anh em. Thì khoảng chừng 2 giờ rưỡi, 3 giờ khuya thì mình có nhắn tin cho thằng em của mình. Mình rủ nó, ê, bây giờ tao có cái cung này rất là hấp dẫn, mày có đi không? Thanh niên này cũng rảnh, chịu đi luôn. Thế là hai anh em mình xách xe đi. Giờ này căng mắt lên mà chạy nha anh em. Sáng sớm xe cộ đông lắm. Giờ này thì mình khuyên anh em không nên chạy ở ngoài làng xe lớn nha. Giờ này xe cộ rất là đông, xe tải đông lắm. Đi xe nhớ cẩn thận nha. Thời gian gần đây thì xe độ chơi hơi khó nha anh em. Giờ có xe zin đi là ok nhất. Còn xe độ kiểu bô xăng lửa ra đường là thấy sợ rồi. Huống gì là sổ trái này kia. Tình hình căng vẫn rất là căng 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 căng. Thanh niên chạy dữ lắm nè, nhìn cái hình nền là biết ha, không đeo ba lô, đeo một cái túi đeo chéo nho nhỏ ngang hông là hiểu rồi ha. Xe thì nói chung là giấu bài nha anh em, hỏi là không có nói đâu. Rồi ok, chắc bây giờ mình sẽ chạy chậm nha anh em. Cái đoạn này có chốt nè. Mình không nhớ chính xác là cái đoạn nào, nhưng mình nhớ là gần tới dầu dây là có, có một cái chốt bên tay phải. Thì anh em đi đường cứ chạy đúng tốc độ là ok, không sao hết. Giờ này sáng sớm có khi mấy anh đang cà phê, cũng không có bắt làm gì. Căng là căng là căng rồi, căng là căng là căng quá. Mình thấy nhiều anh em đi tour up clip lên mạng bị đo nồng độ cồn mất cười. Trời đất ơi, đang đi chơi, đang đi phượt đội nón bảo hiểm mà bị bắt đo nồng độ cồn. Căng là căng là căng rồi, căng là căng là căng quá. Chưa tới, chưa tới. Gần tới, gần tới. Hôm nay không có anh em ơi, chỗ này nè. Hôm nay không có. Nè, mấy cái cục này nè. À, đây nè, chốt đây nè. Giờ này đâu có bắt đâu mà sợ. Mấy ông ngủ hết rồi. Anh em cứ đi sáng sớm cho mình. Anh em đi cái giấc 5 giờ sáng cho mình xem là có chú cảnh sát nào ra bắt hay là không. Giờ này là mấy ông ngủ hết rồi. Đi thôi. Chỗ này thì cũng gần, nhưng mà mình tranh thủ chạy sớm anh em, để cho nó vắng xe, ngắm bình minh ha. Thì ra ngoài này mình sẽ kiếm chỗ ăn sáng, cà phê. Sáng lên mình sẽ chạy vào rừng. Nếu mà chạy vào rừng sớm quá thì nó cũng không hay. Chờ nắng lên mới chạy vô anh em ơi. Bầu trời đẹp quá anh em ơi. Mùa này đi tour là hợp lý luôn. Khí hậu rất là ok. Thank you.
Rồi ok, thì anh em mình vừa mới ăn sáng cà phê ngủ nghê xong rồi, trời cũng đã nắng lên rồi. Bây giờ anh em mình sẽ chạy vào Thác Mai nha, đi vào rừng nha. Bây giờ là 8 giờ sáng nha anh em. Bây giờ mình sẽ chạy vào Thác Mai tham quan xem là ở trong này đẹp xấu như thế nào nha. Ở trong đây thì có hồ nước sôi nè, Thác Mai nè, rừng nè, đường xá ở trong này nghe đâu đẹp lắm. Quá đã anh em ơi, thời tiết nắng, xe xe lạnh, tuyệt vời. Xe máy cày kìa. Xe này cũng là xe máy cày nha anh em. Xe này cũng cày ra tiền dữ lắm nha anh em. Xe này là xe chạy tiền nè. Xe này là mình dùng để đi quay vlog nè, đi ship đồ nè, đi giao hàng nè. Nói chung là công việc là dùng chiếc xe này đi nhiều nhất. Và đây cũng là chiếc xe gắn bó với mình lâu nhất nha anh em. Gắn bó với mình tới nay cũng 5 năm trời, 5-6 năm trời rồi. Xe này mình mua đầu 2018, tới bây giờ là cuối 2023. Rất là nhiều kỷ niệm với chiếc xe này. Cái chỗ nào mà lần đầu tiên đặt chân tới thì rất là đặc biệt anh em, cái cảm giác đặc biệt lắm. Còn cái chỗ nào mà mình đi hoài á thì mình biết trước hết rồi. Còn những cái chỗ mình chưa đi á, nó cho mình một cảm giác phiêu lưu khám phá rất là phê. Chỗ này chắc là nhiều anh em biết mà, nhưng mà cũng có rất là nhiều anh em chưa biết. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ tới anh em cái địa điểm này ha. Mình sẽ cố gắng quay thực tế nhất. Thác Mai đi thẳng nữa. Thì bây giờ mình sẽ ghé bầu nước sôi trước, xong rồi mình sẽ chạy vào Thác Mai. Thác Mai là nằm ở trong cái bìa rừng, ở trong con suối nè. Đó, khu du lịch Thác Mai nè. Ở trong này không biết là nhiêu vé nha anh em. Lần đầu tiên mình đi luôn, quá đã. Rồi, lạnh không, lạnh không? Hơi lạnh rồi. Vô trong này là tháo bao tay ra để mà hấp thụ anh em. Đi thôi. Coi chừng cảnh sát giao thông bớt tốc độ. Vô trong đây là khỏi lo anh em ơi. Cái đường này đẹp lắm, chỉ có hai anh em mình chạy thôi. Từ đây chạy vào hồ nước sôi thì khoảng 9 cây số nha anh em. Chạy ra tới Thác Mai là cỡ tầm cỡ 11 cây nữa. Từ ngoài lộ mà chạy vào trong đây thì nó mất khoảng 22 cây số tầm đó. Đường trong này bao đẹp nha anh em, đường rừng nhưng mà chảy nhựa nha. Cái đường này hồi đó theo mình biết là không có được vậy đâu. Nếu mà anh em muốn vào trong đây là giống như kiểu anh em sẽ đi off road, còn bây giờ là người ta đã chảy nhựa rất là đẹp luôn. Đường rừng quang sơ nhưng mà được chảy nhựa như thế này thì còn gì bằng anh em. Mau mau lên xe làm một chuyến thôi. Vào trong này mát lắm anh em. Nói chung là có nắng nhưng mà rất là lạnh nha. Ở trong này lạnh lắm. Nhiệt độ trong này nó khác ngoài kia. Đó. Trong này là rừng già luôn, rừng nguyên sinh anh em. Rừng trong này là nguyên thủy luôn, không có ai khai phá luôn á. Không có nhà cửa luôn. Ở đây không biết có thú dữ không, mình nghĩ chắc là có nhưng mà gặp mình nó trốn hết. Hết dám ra. Ổ gà, ổ gà. Quá đã anh em ơi. Nếu mà anh em nào đi theo nhóm, chọn cái cung này đi là hợp lý. Vào trong này mình có thể cắm trại, chơi bời, chiều về. Hôm nay là mình thấy nó hơi cũ rồi nè. Một năm trước cái đoạn đường này nó đẹp dữ nữa.
Lần trước thì mình có đi rừng Mã Đà, thì rừng Mã Đà cũng giống như thế này, nhưng mà đường không được như thế này anh em. Đường rất đỏ xấu lắm. Còn đường này đẹp lắm anh em. Wow. Nếu mà đi một mình là hơi buồn nha anh em. Vô trong đây không có ai luôn. Không có một bóng người, không có một chiếc xe luôn anh em. Cái này mình nghĩ là cuối tuần thì người ta đi chơi nhiều. Hôm nay là ngày thường cho nên là không có ai hết. Với lại mình vào đây khá là sớm anh em. Ở trong này rất là ẩm ướt nha. Ở trong này theo mình thấy là ẩm ướt nè. Trong đây là cây nó che hết bóng râm, cây nó che hết ánh nắng anh nè. Mọi người nhìn lên bản đồ nè, xung quanh là rừng, xanh lè hết, không có cái gì ngoài rừng. Rừng 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 rừng. Quá đã luôn. Không có một ngôi nhà anh em. Đường này nếu mà cho mình 10 triệu kêu mình đi vào ban đêm mình cũng không dám đi anh em. Ban ngày thì dám đi chứ ban đêm là không dám đi đâu. Cho thằng cu em mình lên chạy trước. Từ từ, từ từ, trơn lắm đó. Trơn lùi đó. Đang chạy trong rừng mà kiểu có những tia nắng á, chiếu rọi vô anh em, đẹp lắm. Quá đẹp. Mình đang quay bằng camera GoPro 11 thì cái hình ảnh nó cũng ok. Chỗ này nắng rất là gắt nha anh em, nhưng mà bao mát luôn. Bây giờ mình sẽ ghé qua hồ nước nóng nha. Hồ nước nóng không biết có gì chơi không. Chạy vào chạy ra thì mới cũng khoảng 40 cây nha anh em. Đường rất là dài, tha hồ chạy luôn, tha hồ chụp hình luôn. Anh em mình chưa chụp được tấm hình nào hết. Mua vé anh em ơi, tới đây phải mua vé. Tới đây mình phải mua vé anh em ơi. Nhiều vé không biết. Mua vé. Dạ, chút xíu ra. Bao nhiêu anh? 100 ngàn. Dạ. Rồi, em gửi. Ok. 50 ngàn một xe. 100 ngàn hai xe. Rồi, vô đây là chơi bời, tắm biển thoải mái nha em. Mày thấy có mấy anh bị bắt cá nè. Phải không? Ok, mình sẽ ghé qua bầu bầu nước sôi. Vô trong này phải mua vé nha anh em. 50 ngàn một vé. Nói chung là không thành vấn đề anh em ơi. Có điều những cái đoạn phía trong á, thì nó sẽ bị trơn. Anh em đi vào trong này thì nhớ chạy chậm thôi. Vừa chạy vừa ngắm cảnh thôi, chứ đừng có chạy nhanh nha. Ở trong này chạy nhanh mình thấy là nguy hiểm á.
đường rất là trơn luôn, ẩm ướt. Trời ơi, ở trong này cây cối rất là bự anh em, đúng theo kiểu rừng già luôn. Vẫn là đường nhựa anh em, vẫn là đường nhựa cho anh em mình đi. Để xe đây đi. Ok, tới nơi, đây là bầu nước sôi. Bầu nước sôi là chắc là mấy cái bầu này anh em, mấy cái chỗ này nè. Sờ thử xem. Ủa sao có cây sống vậy? Có cá ở kìa. Nước nóng sao cá ở được. Rờ thử. Cá quá trời luôn. Chúng ta phải rờ thử mới biết được nước có sôi không. Ý, nóng quá. Ui. Nước bình thường nha anh em. Ấm ấm thôi. Hay là do mình chạy lạnh ta? Không, nước nó ấm ấm nha. Nước ấm á. Đây. Wow, nóng nha, ấm nha, đã. Đã ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi qua bên Thác Mai nha anh em. Chỗ này theo mình thấy thì nó cũng không có gì đặc sắc nha. Cái chỗ này xây dựng lâu rồi nhưng mà bỏ phế, không có ai chăm sóc cho nên là nhìn nó hoang tàn. Thì vô trong đây chủ yếu là mấy cô chú tắm nước nóng nha anh em. Ở đây có một cái hồ nước nóng. Đằng kia có một cái chỗ nước nóng để mà rửa tay, rửa chân, nhiều lắm. Thì vô trong này có toilet này kia, mình có thể tắm nước nóng cho nó thoải mái. Anh em nào thích đạp dịch thì xuống đây đạp nha. Leo lên lặn dịch nó chìm luôn. Rồi còn anh em nào thích selfie sống ảo thì ra cây cầu ngoài này. Leo lên coi chừng nó gãy luôn, tại vì mình thấy nó cũng mục rồi. Ok. Bây giờ đi ra nha anh em. Chỗ này nếu mà làm du lịch là mình nghĩ phải đánh mạnh vô, chăm sóc đặc biệt vô và quảng cáo nhiều vô. Thì nhiều người biết tới, người ta xuống đây để mà ở lại. Mà chỗ này theo mình thấy là ở lại làm gì? Kiểu tham quan chiều về thì được. Đằng này có một thanh niên đang làm moto vlog nè, review cái chỗ này. Xe mình không có cái bình xăng này là đổ xăng liên tục nha anh em. Đây, bình xăng của mình là 5 lít mấy nha. Chính xác là 5 lít 3, 5 lít 4 gì đó. Xe này nghe nói độ bình xăng phải không? Mở yên lên coi coi. Xe bạn này là độ bình xăng 10 lít nha anh em. Bình xăng nhôm 10 lít. Wow, bự vậy. Hết luôn. 10 lít luôn á hả? 10, chuẩn 10 lít luôn. Quá dữ luôn. Đổ full 10. Khỏi cần đi bình xăng phụ luôn. Bình xăng zin con này là 4 lít rưỡi đúng không? 5 lít rưỡi. 5 lít rưỡi hả? Nhưng mà em đổ không bao giờ được 5 lít rưỡi hết. À. Chỉ được 5 lít thôi. Đổ gấp đôi luôn. Gấp đôi. Quá dữ. Xe bạn này làm cái yên hợp lý anh em. Làm cái yên kiểu này mình chạy không có bị tuột nha anh em. Cam UB. Ngồi lên là dính luôn cái đít ở đây. Rồi bây giờ anh em mình sẽ chạy qua Thác Mai. Thác Mai. Đi khám phá. Let's go. Ok, hình như là anh em mình đã tới Thác Mai. Thì bây giờ mình để xe trong này đi bộ ra nha anh em. Wow, đẹp á. Đẹp 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 đẹp. Trong này có bán nước luôn anh em ơi. Ở ngoài kia là suối kìa. Rồi, để xe ở đây. Mua nước uống. Rồi, anh em nào tắm thì thay đồ ha. Dạ. Yeah. Thác ở đâu ta? Lần đầu tiên tới không thấy cái thác anh em đang kiếm. Đây, thác đằng đây. Nhưng mà đâu có đường đâu ra.
Đằng đây có một cái suối đá anh em ơi. Đằng đó, xa xa đằng đó là một cái suối đá. Còn chỗ này là sông nha. Nước thì không có trong nha anh em. Nước đục. Nước đục ngầu luôn á, vàng chạch à. Mùa này nước không trong. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đi qua bên kia. Bên kia mình thấy có một cái cầu. Thì ở đây gọi là thác mai nha. Nãy giờ chưa thấy cây mai nào hết. À, có nghĩa là mình đi cái thác này mình sẽ gặp may mắn. Người ta gọi là thác mai. Đặc lý gì ta? Còn thác xuôi chỗ nào? Chưa tiếng nè. Ê, ở đây có một bộ xương voi nè. Bộ xương voi. Wow, mới thấy luôn nha. Lần đầu tiên mình thấy một bộ xương voi. Cái này là xương thật luôn nha anh em. Cái này xương thật đó anh em. Wow. Đây là một bộ xương voi. Có hai cái ngà luôn anh em. Tại sao ở đây lại trưng xương voi? Tại vì người ta có bộ xương voi. Thì người ta trưng ra cho mày coi. Có ở đâu hỏi. Đi. Ở đây có một cái cầu anh em. Cái cầu này lâu ngày nó bị xét rồi. Nó bị xuống cấp rồi. Cho nên là người ta đóng cửa không cho đi nữa. Thì cái cầu này nó sẽ dẫn anh em qua bên cánh rừng bên này. Ở bên đây có cái gì mình không biết nha. Nhưng mà cái cầu này anh em nhìn quen không? Thì trong phim Lật Mặt 4 của Lý Hải là dùng cái cầu này để mà quay nè. Để mình tiến lại gần mình quay cho anh em coi ha. Coi chừng té, coi chừng té. Đây. Đây là cái cầu gỗ. Ủa lộn, cầu sắt. Cầu keo á. Cầu này dùng cáp anh em, cáp treo. Mà nó xuống cấp rồi cho nên là người ta đóng cửa. Với lại đi qua bên kia không biết là có cái gì không mà người ta không cho qua nữa anh em. Rồi bây giờ mình sẽ dắt anh em đi lại cái nhà gỗ ha. Bên đây có một cái nhà gỗ. Cái nhà bổ quan. Đi, đi chung. Rồi ok, ở đây có một cái cầu nữa. Cái cầu này là cầu đổ bê tông nha anh em. Wow, đằng đây có một cái nhà anh em ơi. Cái này có thể là nằm ngoài kịch bản ha. Anh em mình đi quay xe, đi quay phượt mà. Đâu có khám phá huyền bí đâu. Cái mặt mày nghiêm túc vậy? Sao cái mặt mày nghiêm túc vậy? Ok. Ủa cái nhà này trong Lật Mặt 4 có phải không? Có. Phải không? Có. Đây là một ngôi nhà bỏ hoang. Lịch sử của ngôi nhà này thì mình không có biết nha. Không có biết cho nên là không có dám nói bậy. Ai 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 ai. Đúng rồi. Có mấy con gì á ở trên nền nhà anh em. Đây. Wow. Em không biết có phải đúng không. Phải không? Có thể căn nhà này là căn nhà khác nha anh em. Mình thì mình nói vậy thôi chứ Lật Mặt 4 mình chưa coi nữa. Bây giờ mình sẽ đi ra nha anh em.
Sao vậy, sao vậy? Nhưng không đúng cái căn nó. Sao nói lắp vậy? Sao nói chuyện cà lâm vậy? Thì quay qua thấy cái bàn thờ nên nói với gà. Nói với gà này ba. Anh tiến vô gần tới ngôi nhà là anh bị nổi da gà rồi. Mẹ em cũng nổi mà. Đúng rồi. Nhưng mà thôi kệ, không sao, xin người ta cho quay xíu cho anh em thấy ha. Ở đây có một ngôi nhà. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi vào trong này nha anh em. Mình chưa thấy cái thác Mai. Chưa thấy thác Mai nha. Ở trên Google mình tìm thì mình thấy cái thác Mai rất là đẹp. Mà sao đi ra đây mình không thấy cái thác Mai? Em phải hỏi ông bà chủ. Với lại em vẫn muốn kiếm được cái căn nhà đó. Rồi ok, khám phá nhiêu đó đủ rồi ha. Bây giờ anh em mình sẽ chạy ra. Tranh thủ chạy ra sớm anh em. 10:30 anh em mình chạy ra. Còn nếu mà chờ chút xíu nữa 12 giờ trưa thì không nên chạy xe. Tranh thủ chạy sớm anh em. Phải công nhận một điều là nổi da gà anh em. Nổi da gà. Nổi da gà thiệt. Bây giờ mình nhớ lại mình còn nổi da gà. Thì nói chung là cũng không có gì, nhưng mà cảm giác mình sợ sợ vậy thôi. Kiểu nhà hoang mà. Thì thằng của em mình tính đi vô trong để mà khám phá. Mình kêu nó ra. Tại vì mình thấy không ổn chút nào. Rồi bây giờ chạy ra nha anh em. Nếu mà anh em có đi rừng á, có tới những nơi như thế này á, thì mình cứ chơi bình thường thôi. Mình đừng có suy nghĩ gì nhiều. Và đặc biệt là mình không nên nói bậy nha anh em. Không nên nói bậy. Không nên bịa chuyện. Thì mọi thứ nó sẽ ok. Còn nếu mà anh em nói bậy hay là bịa đặt này kia thì không nên. Kinh nghiệm của mình đi tới những chỗ này thì mình chia sẻ với anh em như vậy. Không nên bịa đặt, bịa chuyện và nói bậy. Nếu mà anh em nào có làm vlog á, thì mình nên xin. Xin xong rồi hãy quay. Để cho cái file mình nó đỡ bị hư anh em. Tại vì mình cũng bị rất là nhiều lần rồi. Mình không biết tại sao mình quay nhiều lắm mà về hư hết. Ok, bây giờ là 11 giờ trưa. Bây giờ mình sẽ chạy ra lộ kiếm gì ăn nha anh em. Kết thúc video này ở đây. Cảm ơn anh em đã dành thời gian xem video này của mình ha. Nhớ subscribe, like và share nếu thấy hay. Và đừng quên bấm chuông để khi mình có những video mới thì anh em có thể nhìn thấy được. Bây giờ thì bye bye anh em, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.